Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với HT của chúng tôi. Thì hôm nay là một ngày thứ hai chúng tôi sinh sống ở rừng. Trong tập của ngày hôm nay thì chúng tôi có phát hiện rất là đặc biệt nha các anh em. Đó là chúng tôi đã nhặt được một món vũ khí, nó sẽ trợ giúp chúng tôi săn bắn và kiếm thức ăn trong những ngày sắp tới. Ok, mời các bạn cùng theo dõi nha. Và bây giờ là khoảng 2 giờ chiều thì anh em chúng tôi cũng khá là mệt rồi. May là tìm được một cái suối nha anh em, một cái suối ở không biết là suối này gọi là suối gì đây đấy, nhưng mà phía sau tôi là có thể đấy, có hang động nha mọi người, phía sau có hang động đấy, đá ở bên sau đây là suối đó. Suối khá là mát, nước rất là trong, và anh em chúng tôi sẽ tiến hành tạm thời nghỉ chân tại đây và sẽ chế biến món ăn nha. Và ôi, chúng ta sẽ tiến hành củi lửa để nhúng lửa để chuẩn bị món ăn nào. Vì chúng tôi mới đến nên tôi đành phải đi khảo sát địa hình một lát. Có thể thấy là ở đây có hang động đấy, và tôi không biết là có nên trú chân ở đây qua đêm hay không. Và mấy thằng em của tôi là đang đi nhặt củi để chuẩn bị đồ ăn đấy. Và khi tôi đang quan sát thì thằng em tôi nó phát hiện ra một điều rất là đặc biệt đấy, nó mới gọi tôi đến. Trong này là có khả năng là hồi xưa có người ở đây đây, hồi xưa chắc có người ở đây anh em ạ. Hả? Dạ? Có gì? Thằng em nó phát hiện cái gì rồi anh em ạ. Ok, để mình lại xem được có cái gì. Gì ở đâu? Cái gì? Cái gì? Để xem có đạn không chứ. Cũng có đạn đó anh em ạ. Quả thật mấy anh em hồi xưa tinh tế hết, để súng để lại cả đạn cho anh em chúng tôi. Cảm ơn nhá, cảm ơn anh em nào đã hy sinh tại đây và để lại hai món đồ này nhá. Cảm ơn nhá, món đồ rất là giá trị. Phải nói là ngày hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn của anh em chúng tôi. Sau khi nhặt được món vũ khí đặc biệt, anh em chúng tôi đã săn được một con cáo đấy. Và vì lý do gấp rút quá nên anh em chúng tôi không kịp ghi lại những khoảnh khắc săn con cáo này như thế nào để chia sẻ cùng anh em. Thì cơ bản thì cũng lần đầu tiên làm thịt một con thú ở rừng như thế này, với điều kiện thiếu thốn, chỉ mang mỗi một cái song để nấu nước thôi, hơi là vất vả.
Xin lỗi là vì chúng tôi đã phải làm mờ cái video này bởi vì nguyên tắc cộng đồng trên YouTube không cho phép nha anh em. Đấy. Nói chung anh em chúng tôi chưa ai đụng bao giờ nên khá là vất vả trong ngày hôm nay. Nhưng mà được cái là có đồ ăn ngon. Sau khi chúng tôi đã làm lông xong thì anh em đã nhúng được lửa và tiến hành thui nha nha. Thui con cáo này. Căn bản là cũng khá là nhiều thịt. Rồi một con cáo này thì đủ cho 4-5 anh em chúng tôi dùng và đủ năng lượng để tiếp tục chiến đấu trong tối hôm nay và ngày mai sẽ tiếp tục lên đường. Và sau khi anh em chúng tôi đã làm được làm xong một con mồi đấy, đây là sản phẩm của chúng tôi đây. Đây là con trồn đấy anh em. Còn bộ phận còn lại của bộ phận sinh dục của nó, bộ phận chân cẳng và lòng này. Lòng đây anh em chúng tôi sẽ đi bắt cua để nhờ cua đấy làm món cua. Ok. Chúng tôi đã nảy ra một sáng kiến là dùng bộ nội tạng của nó để đi nhờ cua. Và lần đầu tiên thả xuống là dính ngay hai con. Đấy các bạn có thể thấy hai con cua nó đã ngồi lên để tranh giành phần ăn. Và chúng tôi đã bắt một con thì nó nghe động rồi nó chạy mất. Cơ bản là rất là dễ dàng trong trường hợp này. Cua rất là ham mồi, các anh em có thể thấy là rất là ham mồi. Và ngay sau đó là lần lượt các con cua khác cũng được bắt bỏ vào giỏ. Cua rất là ham mồi, đây gọi là cua đá đây anh em ạ. Đấy, bắt rất là dễ dàng. Đó. Và để không mất thời gian với cái đùm nội tạng này thì anh em tôi đã quyết định buộc dây và để nó lại tại đây. Và dự định là sẽ sau buổi chiều nay, là có nghĩa là gần về chiều tối thì anh em tôi sẽ tiếp tục đi thăm và dự định và nhất định sẽ có được một món gọi là món cua nướng. Vì cơ bản bây giờ chúng tôi đã bắt được khá là nhiều cua rồi để dành để tối nay và có thể dành đến ngày mai nha mọi người ạ. Quay trở lại với nồi thịt cáo thì sau khi gia vị đã thấm, anh em tôi gia vị đã thấm thì tôi sẽ tiến hành củi lửa và nướng thôi. Nhìn những miếng thịt rất là ngon này. Bữa nay chúng tôi được một bữa là thật là no nê, đầy đủ thịt. Và trong lúc tôi loay hoay nướng thịt thì mấy thằng em tôi đã tiếp tục rửa mấy con cua và sẵn sàng cho món cua nướng ngay sau đó. Sau khoảng tầm 20 phút nướng thịt thì thịt đã dậy mùi rất là thơm. Và để đảm bảo an toàn thì tôi đã cho thằng em ăn thử thịt nó đã chín chưa. Và theo như thằng em nó nói thịt đã chín rồi và tôi đã không cưỡng lại được vị ngon, vị mùi vị của nó nên tôi đã ăn trực tiếp trên khay nướng luôn. Phải nói là cực kỳ ăn rất là no ngon, rất là nóng luôn. Thank you.
Đấy, chúng tôi tiếp tục nướng cua. Hơi cháy nhá. Lửa to quá hơi cháy. Thôi chào mừng quý vị và các bạn đến với kỷ lục Guinness. Hôm nay con cua càng đó mỏ đó chút đen được xin được ra mắt với quý vị và các bạn. Và hôm nay anh em chúng tôi được một bữa quả thật là no say luôn mọi người ạ. Vừa thịt thú rừng, vừa cua đá. Tất cả đều nướng, món ăn phải nói là rất là cực kỳ là ngon miệng luôn. Thế bạn trẻ chúng ta ăn rất là ngon miệng. Thì cũng sau một buổi chiều là một ngày lăn lộn. Đấy, trong một ngày lăn lộn thì anh em chúng tôi đã no nê rồi. Đấy. Thì cơ bản cũng hết mồ rồi. Thôi dự là đêm nay chúng tôi sẽ ngủ lại đây luôn. Ta sẽ tiến hành dựng trại ngủ đây. Tận dụng ở đây là có một cái hang động che mưa che gió nha anh em. Thì hy vọng ngày mai chúng tôi sẽ lại tiếp tục lên đường tìm ra những cái mới. Đấy, để chia sẻ cho các bạn. Bây giờ là thời gian vui chơi và nghỉ giải lao thôi. Đấy, tôi sẽ tiến hành tắm để đón chờ một buổi đêm yên tĩnh nha. Không biết là điện thoại này có chống thấm nước không, tôi thử liều mình tôi xuống đây. Khá là ok. Này mà rớt phát là chất mất chục triệu bạc đây. Em không trong nước rồi nha. Đây. Đấy, nhảy đi, tăng. Đố. Nhanh lên chết rồi. Chờ đây, chờ nó sợ, chờ nó. Sau một ngày lăn lộn thì bây giờ là thời gian vui vẻ của anh em chúng tôi. Đấy. Yeah. Này, chắc là tôi phải cắm một cái camera chuyên gọi là action cam. Tống nước để mình có thể lặn được xuống dưới này. Ok. Khá là mệt. Và chúng tôi đã tận dụng cảnh quan ở nơi mỹ miều này tạo dáng và ghi lại những đoạn video cũng như là chụp những tấm hình để lưu niệm. Rồi. Sau khi hoàn thành cái thử thách sinh tồn trong rừng này khoảng 2 tháng thì chúng tôi sẽ có những bức ảnh đẹp để chia sẻ cùng các bạn và mọi người. Và đây là khoảng thời gian của anh em chúng tôi sau một ngày lăn lộn ở rừng thì chúng tôi đã tiến hành tắm và chơi những trò chơi vui vẻ. Và hy vọng các bạn xem xong clip này, xong video này thấy hay, nhớ like, subscribe kênh để ủng hộ cho tụi mình. Và đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi phần video. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip video tiếp theo.